Em ngâm cà tím trong nước để cho cà tím nó đừng có bị đen. Và cùng lúc này thì cái nồi mắm nó cũng đã sôi lên và em hớt bọt. Khi mà em đã hớt bọt mắm tâm rồi thì em sẽ cho cá vào. Lúc này con cá rô gấp hoài mà gấp nó không được nè quý ông bà cô chú, nên nó hơi lâu. Khi mà đã cho cá vào rồi thì em đợi sôi lên và em hớt bọt lần nữa. Và em sẽ cho cà tím vào và lúc này em sẽ nêm lại một lần nữa nha quý bà cô chú anh chị và các bạn, tại vì em nêm theo gia vị của gia đình mình ăn, mình nêm vừa ăn là được. Sau đó thì em sẽ cho tôm vào. Và bây giờ nồi mắm đã chín rồi thì em xin mời quý bà cô chú anh chị và các bạn cùng dùng cơm với em, và xin hẹn gặp lại quý bà cô chú anh chị những video clip tiếp theo.